Xin chào các bạn, Đông đã quay trở lại đây và video này thì Đông sẽ cùng với các bạn chia sẻ một ví dụ minh họa cụ thể cho cái lời giới thiệu bản thân của chúng ta trong mỗi buổi phỏng vấn các bạn nhé. Thì với video này Đông sẽ đóng vai trò là một ứng viên khi đi tham gia ứng tuyển vị trí nhân viên kế toán của một công ty. Đông sẽ giới thiệu như sau. Trước tiên thì em cảm ơn anh chị cùng quý công ty đã tổ chức buổi phỏng vấn này để ngày hôm nay em có thể đến đây thể hiện được năng lực của bản thân cũng như là nguyện vọng của mình khi tham gia ứng tuyển vào vị trí nhân viên kế toán của công ty. Như em đã viết chi tiết ở trong CV, sau đây em xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình như sau. Em tên là Ngô Văn Đông, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1986, nguyên quán tại Nguyên Xá Vũ Thư, Thái Bình. Em tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyên ngành kế toán. Kế toán đối với em mà nói, đó thực sự là môn học mà em rất là yêu thích, đam mê. Em hiểu được ý nghĩa của những con số mà một kế toán viên đưa ra sẽ giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp quyết định được kế hoạch phát triển trong tương lai như thế nào. Trong quá trình học tập thì em dành rất là nhiều thời gian học các môn chuyên ngành, đặc biệt đó là nguyên lý kế toán. Điều đó giúp cho em nắm vững các cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời phân bổ chi phí một cách hợp lý và tốt hơn, cũng như là liên quan đến vấn đề là thuế cũng như là kiểm toán kế toán Việt Nam như vậy. Ngoài ra thì em được biết rằng giữa nguyên lý kế toán và kế toán thực tế thì nó có một sự vận dụng sáng tạo riêng, có một khoảng cách nhất định. Do đó thì ngay từ năm 3 em đã đi học tập và đi làm thêm ở công ty kế toán Thiên Ưng. Tại đó em có cơ hội tiếp xúc được với những chứng từ kế toán thực tế từ các cái doanh nghiệp mà người ta gửi sang. Và tính đến thời điểm hiện tại em đã tích lũy cho mình 2 năm kinh nghiệm. Hiện tại thì em đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực về kế toán bán hàng và kế toán về tiền lương. Và một số các cái phần hành kế toán khác em có thể tìm hiểu và làm quen với chúng một cách tốt nhất có thể ở cái thời điểm mà em tốt nghiệp hiện tại như bây giờ. Em có thể sử dụng được tốt hai phần mềm kế toán đó là Pháp Accounting và MISA. Ngoài ra thì em có thể sử dụng thành thạo về kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Excel, phục vụ cho công tác kế toán một cách tốt nhất. Em là một người cần cù, tỉ mỉ, chịu khó. Do đó thì những cái con số mà khi mà em đưa ra thì đều là những con số mà em thực sự là chắc chắn. Thì trên đây đó là cái lời giới thiệu của em. Rất là mong anh chị cho em một cơ hội được làm việc tại công ty, được cùng với anh chị cống hiến và giúp cho công ty ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe. Thì đấy, đó là cái lời giới thiệu của Đông và sẽ phân tích một chút các bạn nhé. Thì đối với môn kế toán của chúng ta nó cũng không khác gì môn điện vậy các bạn. Là chúng ta phải nắm vững được về môn kiến thức chuyên ngành. Cũng giống như điện, nếu như mà bạn mà không có kiến thức thực tế thì rất dễ là gì? Bạn đấu điện mà bạn bị tèo luôn đúng không ạ? Thế còn kế toán thì sao? Nếu như bạn không có kiến thức về chuyên môn thì bạn sẽ không biết định khoản này, bạn không biết phân bổ chi phí và rất nhiều các thứ khác nó sẽ bị rối tung như canh hẹ lên như vậy. Và bạn biết được rằng giữa nguyên lý kế toán và kế toán thực tế thì nó có một sự vận dụng sáng tạo riêng khi mà làm tại doanh nghiệp. Do đó thì bạn đã đi học thêm này và bạn tích lũy cho mình ít nhất là 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Đông vừa nói bên trên, đúng không ạ? Bạn có thể sử dụng thành thạo về Pháp Accounting này, về MISA, đây hai phần mềm rất là thông dụng trong kế toán. Ngoài ra thì sử dụng thành thạo đó là về kỹ năng về tin học văn phòng và sử dụng các cái hàm công thức trong tính toán. Thì đến đây rất có thể nhà tuyển dụng sẽ hỏi rằng là gì, vậy thì những cái hàm công thức tính toán đó là gì? Bạn sẽ ba la ba la và chúng ta sẽ kể ra các hàm công thức tính toán đó và người ta có thể đưa cho bạn một cái bảng chấm công để các bạn lấy một cái hàm công thức tính toán để có thể làm sao tính ra lương của mỗi người ở trong cái bảng chấm công đó và bạn cứ thế đưa ra các cái câu trả lời của mình thôi. Tất nhiên ở cái thời điểm này đó phải thực sự đó là kiến thức của các bạn nhé. Còn nếu như các bạn chỉ nói và giới thiệu cho nó hay thôi thì đương nhiên là nhà tuyển dụng sẽ có những câu hỏi đuổi tiếp theo và bạn sẽ bị ngọng, nó không khác gì gậy ông đập lưng ông và chúng ta sẽ xấu hổ hơn rất là nhiều. Bởi vì làm sao, cái lời giới thiệu của chúng ta đó gần như là chúng ta chỉ biết nói cho nó hay thôi, nó không có sự thực của chúng ta. Và cái việc mà chúng ta làm sao cần cù tỉ mỉ, chịu khó, đây là những đức tính tốt, nó phù hợp với cái vị trí nhân viên kế toán này. Như Đông nói thì trong buổi phỏng vấn sẽ có rất nhiều các câu hỏi đuổi, người ta sẽ có liên quan đến cái phần kỹ năng về tin học văn phòng của bạn giống như Đông vừa chia sẻ, hoặc là liên quan đến cái phần mà bạn đã đi làm thêm ở công ty kế toán Thiên Ưng kia, người ta có thể hỏi ở đó em đã làm những cái gì. Và cứ như vậy việc bạn chuẩn bị những cái tình huống, những cái câu hỏi có thể xảy ra sau cái lời giới thiệu sẽ giúp bạn hoàn toàn chủ động trước nhà tuyển dụng để bạn có thể là gì trả lời một cách tự tin nhất. Thì đây chính là cái ví dụ cho cái phần giới thiệu về bản thân. Còn bạn nào mà muốn tìm hiểu rõ tại sao Đông đưa ra những lời giới thiệu đó thì các bạn có thể xem cái video trước đó của Đông. Đông đã trả lời hai cái câu hỏi rồi. Tại sao nhà tuyển dụng thường áp dụng cái câu này trong cái việc khởi đầu cái buổi phỏng vấn của họ, mỗi buổi phỏng vấn luôn các bạn ạ.
Và nếu như giới thiệu bản thân thì chúng ta sẽ giới thiệu những gì trong vòng thời gian bao nhiêu lâu, các bạn có thể xem lại cái video đó các bạn nhé. Còn bây giờ thì Đông sẽ kết thúc video này ở đây. Các bạn hãy like, subscribe và nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi kênh có các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.